Burrito thì chúng ta cũng móc cái kiểu ba lát chậm cũng được nha. Ví dụ bát 3, 1, 2, 3. Được chưa? Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Là chúng ta tập là tập từng đoạn nhỏ. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngây như nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót say. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này. Nhớ là lưu video clip này về, đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Có một cái điệu rất là hay và dễ tập nữa, để cho quý anh chị và các bạn có thể tập những cái bài hát tủ. Sau đó mình ra ngoài mình gặp bạn bè mình, mình lấy cái đàn ra, mình đàn và hát là vô bài tủ của mình liền ha. Ví dụ là bass nè, 3 1 2 3. Mọi người xem hình ảnh nha. Về đây chúng ta vô này. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gói ghém từng kỷ niệm. Vài nắng con đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Ta 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 ti ta ta ta. Xong ca được luôn nha. Mùa thu năm anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở. Sương buốt lạnh vai em, anh thấy lòng mình giá băng. La bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu về máy, từ từ mình tập. Nếu dây đàn guitar của anh chị bị rỉ sét, bị rít, đánh nó còn không còn hay được nữa thì đừng có lo, cần nhấc điện thoại lên và đặt cái số bên dưới, bên em sẽ giao dây tận nơi đến quý anh chị và các bạn. Hai bộ dây được yêu thích nhất hãng của Alice có chốt các chìm Alice này. Hai bộ dây này chỉ có 150.000 và được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ tặng thêm một cái giáo trình để chúng ta học đàn cùng với chương trình Guitar Phúc, có những cái thế tay hợp âm bên đây nha. Tặng giáo trình nè, rồi tặng cái tay quay để chúng ta, tay quay này để chúng ta vô dây cho nó đẹp nè. Vô dây quấn nhiều vòng, dây 1, 2 quấn nhiều vòng sẽ khó đứt và bền hơn. Tặng kèm một cái hộp bích với hai cái bích, hai bộ dây chính hãng, tặng thêm 3 món nữa mà chỉ có 150.000 thôi, miễn phí vận chuyển đến quý anh chị các bạn luôn. Nhanh tay đặt hàng để nhận được những ưu đãi sớm nhất nha. Cảm ơn quý anh chị các bạn rất nhiều. Không cần biết bài này điều gì, nhịp gì, mình cứ chuyển đi giống Việt như lại xuống nè. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quê, qua đèo Hải Vân mây bay đến núi. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quê, qua đèo Hải Vân mây bay đến núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao. Ngày anh đi trên thang con tàu lớn. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh cũng như là cho chúng ta một like. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ bích cúp dán AD35, đây là dây đi theo kèm với bích cúp dán này. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cúp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào bích cúp, có 6 ly thì chúng ta gắn vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được.
ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ backup AD35 chỉ với 300.000 đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc, anh chị bạn đặt ngay tại đây. Là lần đầu tiên mà trên tay Khánh được cầm một cặp micro không dây hát rất là nhẹ và rất là xịn sò như thế này. Pin sạc bên trong đó là smartphone micro không dây ha, đây là cục pin sạc của nó nè. Rồi chúng ta cứ sạc như điện thoại rồi xài được rất là lâu, 5-6 tiếng luôn, chơi thoải mái, rất là dễ lắp luôn. Đó, đèn thì chúng ta chỉ cần bật bấm một cái nhẹ thôi là nó lên đèn. Cục này cũng xài pin sạc luôn và chúng ta cắm vào bất kỳ cái loa kẹo kéo hay là âm ly nào cũng sử dụng được hết. Bây giờ chúng ta bật hai cái cùng một lúc lên nè, và chúng ta đứng gần với nhau luôn, đứng gần âm ly và bật không khống, bắt rất là nhẹ nè mọi người ha. Trời đổ mưa cho phố vắng bên môi, bật luôn nè, khơi lòng bao nỗi nhớ. Đây là tần số cao nè, hút rất là đã, bật hai cái luôn. Trời nắng mưa rất là nhẹ cho ước áo em thơ, mưa rơi từ bao xưa. Micro không dây pin sạc như điện thoại sẽ được Khánh test rất là kỹ và rất là đẹp luôn, sẽ giao tận nơi toàn quốc. Mình có thể đặt hàng qua số Zalo ạ. Xin cảm ơn.